418 Hoàng Nàn Tên khác Mã Tiền Lá Quế Vỏ Doãn Cao Chó Bộ phận dùng Vỏ thân và vỏ cành thu hái vào mùa xuân hạ Phơi hay sấy khô Dược liệu là những miếng to nhỏ không đều Quận tròn hay cong hình lòng máng Dài 5-12cm Rộng 2-4cm Dài khoảng 0,1cm Mặt ngoài có nhiều nốt sần sùi Màu nâu xám hay đỏ nâu Mặt trong màu nâu đen Có nhiều đường vân nhỏ chạy dọc dễ bẻ gãy, vết bẻ không phẳng, vị đắng. Chế biến Lấy vỏ thân, vỏ cành, ngâm vào nước thường trong 12 đến 24 giờ, cạo hết vỏ vàng bên ngoài, rồi ngâm tiếp nước gạo 3 ngày, mỗi ngày thay một lần, thái mỏng, sấy khô. Tác dụng dược lý một Tác dụng kích thích Ở liều rất thấp, hoàng nàn có tác dụng kích thích thần kinh trung ương và ngoại vi, nhưng dễ gây ra co giật, nôn mửa, sợ ánh sáng. 2. Độc tính Hoàng nàn rất độc, cần chế biến để giảm độc. Hoàng nàn chế vẫn rất độc, liều dùng tối đa một lần là 0,1 gam và 24 giờ là 0,4 gam. Thuốc độc bảng B. Tính vị, công năng. Hoàng nàn có vị đắng, tính lạnh nhưng mãnh liệt, rất độc, có tác dụng trừ phong hàn, thông kinh lạc, giảm đau. Công dụng. Hoàng nàn chữa phong hàn, tê thấp, đau nhức xương, đau mình và chân tay, đau bụng kinh niên, thổ tả tiêu chảy mãn tính, bệnh ngoài da khó chữa, ghẻ lở, còn dùng làm thuốc cường dương chữa chó dại cắn. Dùng riêng liều của hoàng nàn phải dưới liều tối đa nhưng thường phối hợp với các vị thuốc khác. Bài thuốc có hoàng nàn. một Chữa đau bụng lâu ngày, sôi bụng, tiêu chảy, ăn không tiêu. Hoàng nàn chế 200g, vỏ ruột sao 100g, hương phụ tứ chế 100g, nhân thảo quả sao 50g, nhân hạt vải 60g, tất cả làm khô, tán nhỏ, dây lấy bột mịn, trộn với hồ làm viên 0,1 gam Người lớn mỗi lần 3 viên với nước ấm, ngày 2 lần. Người không có kinh nghiệm, phụ nữ có thai, trẻ em không nên dùng. Viên bình vị của Bệnh viện Thường Tín Hà Tây để chữa tiêu chảy cho trẻ em và người lớn gồm có 5 vị, hoàng nàn chế, hậu phác, sa nhân, trần bì, mộc hương. 2. Chữa bệnh ngoài da, lở loét, ghẻ, ngứa. Hoàng nàn tán bột, ngâm rượu dùng với lá trầu không giã nát, bôi lên vết thương. Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam chữa các bệnh thường gặp, đơn giản, dễ áp dụng, hãy truy cập trang web bảo kỳ nam.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.